Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 28 trang 72 sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở bài 28, tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC theo tỷ số đồng dạng K bằng 3/5. Ý A, tính tỷ số chu vi của hai tam giác đã cho. Ý B, biết hiệu chu vi của hai tam giác là 40 đề cm, tính chu vi của mỗi tam giác. Thì đầu tiên ở bài 28, ý A này, thì như đầu bài đã cho chúng ta biết đó là tam giác A phẩy B phẩy C phẩy là đồng dạng với lại tam giác ABC và tỷ số đồng dạng ở đây K của chúng ta là bằng 3/5 đúng không em? Nên từ đây các em sẽ suy ra được các cặp cạnh tương ứng tỷ lệ đó chính là A phẩy B phẩy trên AB thì sẽ bằng A phẩy C phẩy trên AC bằng B phẩy C phẩy trên BC và cùng bằng 3/5 đúng không em? Mà như chúng ta đã biết thì chu vi của tam giác chính bằng độ dài tổng của ba cạnh đúng không em? Nên ở đây chúng ta đã có các tỷ lệ thức bằng nhau, nên cô sẽ áp dụng tính chất của dãy bằng tỷ số bằng nhau. Hiểu mày cô sẽ được đó là áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Thì lúc này cô cũng sẽ thu được đó chính là A phẩy B phẩy trên AB bằng A phẩy C phẩy trên AC bằng B phẩy C phẩy trên BC và cái lúc này cũng sẽ chính bằng đó là A phẩy B phẩy cộng A phẩy C phẩy cộng B phẩy C phẩy trên AB cộng với AC cộng với BC và cùng cho chúng ta kết quả đây là bằng 3/5 đúng không em? Mà như chúng ta đã biết thì A phẩy B phẩy cộng A phẩy C phẩy cộng B phẩy C phẩy chính là chu vi của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Và tương tự như vậy, AB cộng AC cộng BC chính là chu vi của tam giác ABC đúng không em? Nên từ đây thì các em sẽ suy ra được đó chính là chu vi của A phẩy B phẩy C phẩy trên cho chu vi của ABC chính bằng 3/5 đúng chưa các em? Rồi, ở ý B thì đầu bài cho chúng ta là hiệu của hai chu vi là bằng 40 đề cm. Tức là lúc này chúng ta sẽ có đó chính là chu vi của tam giác ABC trừ đi chu vi của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy ở đây chính bằng 40 đề cm. Các em lưu ý đó là tam giác A phẩy B phẩy C phẩy là đồng dạng với tam giác ABC theo tỷ số K bằng 3/5. Nên lúc này thì K của chúng ta đây nhỏ hơn 0 đúng không em? Nên là tam giác A phẩy B phẩy C phẩy của chúng ta là nhỏ hơn tam giác ABC các em nhé. Rồi, sau khi đã có được hiệu rồi mà chúng ta lại có này. Ta lại có. Đó chính là tỷ số giữa chu vi tam giác A phẩy B phẩy C phẩy trên cho chu vi của tam giác ABC là bằng 3/5 đúng không? Nên từ đây cô sẽ suy ra được đó là chu vi của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy trên 3 cũng sẽ bằng chu vi của tam giác ABC trên 5. Và đến đây thì cô sẽ áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau và cô sẽ tính được như sau. Ở đây là áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Thì lúc này cô sẽ có đó là chu vi của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy trên 3 bằng với lại chu vi của tam giác ABC trên 5. Và thực hiện tính chất của dãy tỷ số bằng nhau thì cô sẽ có C của ABC trừ đi chu vi của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy trên cho 5 trừ 3 thì cũng sẽ bằng 40 trên 2 và được kết quả ở đây chính bằng 20 đúng không em? Vậy là đến đây thì các em sẽ suy ra được C của A phẩy B phẩy C phẩy trên 3 là bằng 20 và từ đây suy ra được là chu vi của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy chính bằng 20 nhân 3 và bằng 60 đề cm. Tương tự như vậy thì các em cũng có là chu vi của tam giác ABC trên 5 cũng bằng 20. Đúng không em? Lên từ đây các em sẽ suy ra được đó chính là C của ABC thì bằng
20 nhân 5 và bằng 100 deci, 100 decimet. Rồi, và đến đây thì các em sẽ kết luận. Vậy C của A phẩy B phẩy C phẩy trên C của ABC là bằng 3/5, đúng không? Đây là ở ý A. Và ý B thì chúng ta có C của A phẩy B phẩy C phẩy là bằng 60 decimet. Và C của tam giác ABC ở đây là bằng 100 decimet. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài 28 trang 72 sách giáo khoa toán 8 tập 2.